Hoàng Giao Đô xin mến chào các bác nha. Hôm nay thì bên em lại về rất nhiều các xương băng, xương mới các bác nha. Xương của Tech này, xương nhôm ạ, xương 10, xương 7 đầy đủ ạ. Đợt này sẽ làm cái hộp nó không phải màu xanh nữa nhé, là màu vàng các bác nhé. Nó chỉ khác nhau cái vỏ thôi, chứ quan trọng là cái ruột bên trong thì vẫn thế ạ. Đấy. Xương thì có đủ màu cho các bác nhé. Đa số là màu vàng, màu vàng gold ấy, và màu bạc. Đấy, thì hôm nay em về được khoảng mấy chục chiếc xương này này. Đấy. Đây là những xương mắc sen này, xương mắc sen này là xương lô các bác nhá, chứ không phải xương xịn đâu nhá. Xương xịn thì nó giá trị nó cao hơn một chút. Đấy, tuy nhiên thì xương xịn thì có nhiều con thì nó cũng sẽ không được gọi là đẹp như này đâu, bởi vì như bác biết là xương xịn thì nó có thể nó sẽ không tránh khỏi cái vấn đề chảy xước nhẹ, đúng không ạ? Đấy, thì ngày hôm nay thì em cũng đang có một ít xương này về. Đấy, mắc sen rất là nhiều, bác nào thích mắc sen thì liên hệ với em nhá. Xương này thì em vẫn bán được 1,2 triệu một cặp các bác nhá. 1,2 triệu một cặp. Đấy. Và những cái chương trình như băng cắt xét thì em vẫn đang làm gửi các bác đây. Đấy. Băng cắt xét toàn băng tiếp 2 hết, băng mắc sen XL2 là mã các bác nhá. Băng này đợt này em có một số cái băng 100 phút luôn, làm cho các bác mà. Đáng nghe là 90 phút thôi, tặng thêm 10 phút nữa, giá vẫn thế. Đấy, và một số CD của bác khách đặt đây em cũng đã làm xong cho bác rồi đấy. Đấy, đây một số CD các bác đặt em cũng đã làm đây rồi. Và về em về thêm một số cái băng cassette 90 phút XL290. Đấy. Dạng băng tem vàng các bác này. Đấy, em cũng mới về được khoảng 20 cuốn. Dòng này thì nó rất hợp với cho dòng nhạc pre nha các bác nhá. Dạng một thu âm trước 1975 ấy ạ. Đấy thì băng nào rất đẹp các bác nhá. Băng một nước thôi nhưng mà độ mới của nó cực cao. Từ bìa nít này rồi là cũng như là cái vỏ này của nó còn trong nhá, không có chảy xước, và vỏ với bìa là đúng luôn nha các bác nhá, chứ nó không lung côm. Đấy, băng còn lanh luôn này. Đấy, còn lanh này. Đấy, chưa mất lanh nhá. Đấy. Em về là khoảng 20 cuốn. Bác nào thích mua băng trắng về tự thâu thì em vẫn bán cho các bác nhá. Đấy, 150 một cuốn. Còn nếu mà các bác thâu sẵn, bên em thâu sẵn thì bên em tính 250 một cuốn các bác nhá. Đấy. Băng 90 phút ạ. XL2 90 các bác nhá. Đấy, và hôm nay thì em cũng đang nhận đơn của một bác khách đặt 10 cuốn băng 10 luôn các bác nhá, 10 cuốn băng 10. Đây là cuốn băng trọng tấn này. Đấy. Và đây cuốn anh thơ này. Đấy, thì em đang làm nó xương nhựa, nát xong em khi làm xong xương nhựa thì em sẽ chuyển sang xương xương nhôm các bác nhá. Đấy. Đấy, và đây máy vẫn đang tiếp tục làm tiếp các bác nhá, đang chạy tiếp. Đấy, và máy này cũng đang chuẩn bị chạy chương trình. Thì đây là 10 cuốn băng 10 nhận đơn đặt hàng của một bác khách ở Hà Nội. Đấy. Bác đặt một lúc luôn là 10 cuốn các bác nhá. Thì em đang tiến hành làm, chắc phải khoảng mất tầm 2 đến 3 ngày thì bên em mới hoàn thiện xong được. Đấy. Bác nào mà chúng ta đang quan tâm đến băng cối, đĩa CD, băng cassette, hoặc là chúng ta đã có băng rồi mà muốn làm lại, thu lại những các chương trình đó thì cũng có thể liên hệ với Hoàng Giao Đô ạ. Bên em thì luôn luôn làm mới và cũng như là nhận thâu lại cho các bác ạ. Và ngoài ra thì bên em vẫn còn nhận các sản phẩm về đầu băng cối ạ, sửa chữa đầu băng cối bảo dưỡng, sửa chữa bảo dưỡng các bác nhá. Đầu băng cối CD cassette, các bác có thể liên hệ số trên giúp em nhá. 0975884009. Tất cả mọi thông tin chi tiết về kỹ thuật, vâng ạ, về tư vấn sản phẩm, các bác vui lòng chúng ta có thể nhấc lấy điện thoại ra và lưu lại ngay lại cái số này vào điện thoại nhá. Sẽ có một lúc nào đó thì các bác sẽ cần sự trợ giúp của bên em, và bên em rất là hân hạnh được khi phục vụ được các bác nhé. Vâng ạ. Và mọi câu hỏi, mọi sự thắc mắc hay là sự góp ý, các bác có thể gọi vào cái số trên, nhắn tin hoặc gọi điện. Cảm ơn các bác rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của Hoàng Gia Âu Đường.